Hello, chào mừng đã quay trở lại với The Fun ZDF. Ở cái series cấu trúc dữ liệu võ thuật dành cho các bạn để mà ôn luyện, để mà cũng có kiến thức cũng như là đi interview. Thì ở những cái video trước mình đã giới thiệu về Big O, về O1. Thì tiếp tục ở video này mình sẽ tiếp tục nói về cái ON ha. Vậy thì ON nó là gì? Chúng ta quay lại tìm hiểu một cái ví dụ khác. Ví dụ như ở đây. Ở đây mình có code sẵn do nó lẹ nha, ngồi code từng dòng lâu lắm. Rồi, ở đây mình có một cái mảng bao gồm rất là nhiều phần thử ha. Đây, đây, có nhiều phần thử lắm. Thì mình viết một cái function gọi là tìm dep, nghĩa là tìm ra ông dep ở trong cái đống mấy ông này. Đó, thì rất là đơn giản đúng không ạ? Mình sẽ đi qua hết toàn bộ những cái phần thử của cái mảng này. Là nếu như cái phần tử đó thứ y mà nó là dep thì mình sẽ lóc ra là tìm thấy dep rồi ha. Rồi mình sẽ chạy thử cái function này nó nằm ở file dep.js. rồi ok, nó đã in ra được cái dòng file dep, nghĩa là tìm thấy dep. Đây, chữ dep đây này các bạn. Rồi giờ thì mình sẽ tìm hiểu coi là cái function này nó có cái gì ha, và cái Big O notation của nó là bao nhiêu, cái nó là O gì ha. Thì ở đây các bạn sẽ thấy khi mà các bạn đưa một cái mảng vào, một cái input vào đây ha, thì nó sẽ đi qua cái dòng lập này, cái dòng lập for này, nó đi qua toàn bộ cái phần tử của cái dòng lập for này, và với mỗi cái phần tử đó nó sẽ làm một cái kiểm tra, và nếu như cái kiểm tra nó thành công đúng là dep thì nó sẽ in ra một cái dòng lóc là file dep. Vậy thì ở đây mình sẽ ví dụ như mình gọi n ha, chính là cái số phần tử của cái mảng này. Vậy thì cái big O notation ở đây nó sẽ là ON. Vi diệu chưa các bạn, vi diệu chưa? Đấy. Đó. Mình có thể dùng bất cứ cái hiệu nào ha, mình có thể là nói là A cũng được, O, B cũng được, O, C cũng được. Đó. Mình thích dùng cái hiệu nào cũng được, nhưng mà bình thường thì người ta sẽ dùng cái hiệu giống như là cái quy tắc vậy đó, là ON cho một cái dòng lập này. Tại vì khi mà đưa vào cái function này, thì nó phụ cái số lượng thuật toán phụ thuộc rất nhiều vào cái kích thước của cái input này, đúng không ạ? Ví dụ như ở đây tôi có 3 nè, 5 nè, 7, 8, 10, 12 12 phần tử, thì rõ ràng là mình sẽ lặp lại cái function này 12 lần, đúng không ạ? Đúng rồi, 12 lần. Nhưng mà tại sao mình đây mình không ghi là O12 ha, tại sao mình không ghi là O12 mà mình O12 ha, đúng không? Rõ ràng đây lặp đi lại 12 lần mà không ghi O12. O12 mình tối giản thành O1, giống như cái bài O1 mình đã học, mà mình lại là ghi là ON ha. Tại vì rõ ràng là cái array ở đây mình hoàn toàn khi mà mình sẽ không biết được chính xác cái kích thước của nó có thể là nó 12, nó có thể nó lên tới 24 ha, nó có thể lên tới hàng trăm hàng triệu gì đó. Đó, mình chạy lại nhiều như vậy, đúng không? Nó có thể nó lên tới rất 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 là nhiều cái phần tử trong đó ha. Thì ở đây mình sẽ nói cái số lượng phần tử trong đây là n, thì cái độ phức tạp thuật toán của nó ở đây chính là ON. Tại vì ở đây nó không còn là một cái hằng số nữa các bạn, cái này nó phụ thuộc một cái biến số, đó chính là cái kích thước ha, cái độ lớn của cái input đầu vào, nó phụ thuộc vào độ lớn của input đầu vào mình có thể là rất là nhiều phần tử, rất nhiều phần tử mình sẽ không biết trước được. Khi bạn viết cái hàm file dep này, bạn sẽ không biết trước được cái array mình bỏ vào là gì.
nên đó đó ở đây độ phức tạp của nó ở đây chính là O N. Rồi ở đây mình xem cái biểu đồ nó ở cái chart nó ở đây, như cái chart trước O1 thì nó là một cái constant, nó là một hằng số, nên nó sẽ là một cái đường gì ạ? À? Nó là một cái đường nằm ngang ha, cái đường ngang. Rồi nhưng mà với cái ON thì nó là gì ạ? À? Nó là một cái đường tuyến tính chéo ha. Giả sử như trong một cái ví dụ khác, mình viết cái ví dụ đơn giản hơn xíu nữa để cho các bạn có thể hình dung ra cho nó dễ ha. Rồi mình bỏ vào cái array nè, xong rồi mình gì ạ? À? mình for qua cái array đó ha. Rồi thì bé hơn array chấm lên, rồi mình control lock ra cái chữ a vậy thôi, đơn giản vậy thôi ha. Rồi mình đưa vào cái mảng gì đó mình không cần biết, đây mình đem cái function này xuống dưới đây để cho nó các bạn dễ nhìn nè. Rồi thì bây giờ mình sẽ tạo ra một cái mảng gì đó ha, cái mảng gì đó. Rồi ví dụ như array, mình đặt tên array là từ mọi con số 7 8 9 10. Rồi sau đó thì sao ạ? Mình gọi function loop với cái array này đúng không ạ? Rồi mình sẽ chạy cái index.js này. Rồi thì sao ạ? In ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lần đúng không ạ? Ở đây là 10 lần. 10 lần. Đó. Thì cứ mỗi, ví dụ như mình ở, ví dụ cái mảng này nó kết thúc ở một phần tử, thì ở đây mình sẽ có một cái operation ở đây đúng không ạ? Rồi mình sẽ coi nè, nó tiến tính nè, với một phần tử thì nó lock ra một lần, rồi more operation đúng không ạ? Thì nó là ở đây ngay đây. Với hai phần tử thì nó sẽ lock hai lần, hai operation là ở đây. 3 phần tử 3 lần, 4 phần tử 4 lần, 5 phần tử 5 lần, 6 phần tử 6 lần. Đó, đó là một cái ví dụ cơ bản ha. Rồi mình sẽ quay về trong cái biểu đồ độ phức tạp này. Thì cái ON nó nằm ở đây, nằm trong cái vùng fair, ổn, rất ổn ha. Thì đây các bạn thấy không, cái độ phức tạp nó sẽ tăng dần khi mà cái gì ạ, cái kích thước cái số phần tử của cái đầu vào nó tăng lên thì cái độ phức tạp nó cũng sẽ tăng lên, cái thời gian xử lý nó cũng sẽ tăng lên, nó là vậy ha. Đó, thời gian xử lý nó sẽ tuyến tính. Còn ở đây nó là một cái hằng số O1, nó là một cái hằng số đường nằm ngang, bất chấp không phụ thuộc anh bỏ vô 1 triệu phần tử thì nó cũng chỉ là O1, thời gian xử lý luôn luôn là như nhau. Còn ON là gì ạ? À? Anh bỏ vào 1 50 phần tử thì nó nằm ở đây, 100 phần tử, 1000 phần tử thì có thể nằm ở đây, 1 triệu phần tử thì có thể nằm ở đây, 1 tỷ phần tử thì sao ạ? À? Nằm tuốt vào đây, nghĩa là càng nhiều phần tử cái input đầu vào càng lớn thì cái độ phức tạp nó càng tăng. Đã, thời gian xử lý nó càng tăng ha, thời gian xử lý của nó càng tăng, nhưng mà độ phức tạp nó vẫn là ON thôi, xin lỗi các bạn, độ phức tạp nó luôn là ON, nhưng mà cái thời gian xử lý của nó sẽ tăng lên phụ thuộc rất nhiều vào cái gì ạ? Cái số lượng phần tử ha, số lượng phần tử, cái input đầu vào, kích thước của cái input đầu vào, thì đó chính là ON đây đó. Nó là một cái đường chéo như thế này ha, đường chéo như thế này. Thì tuy có thể là không phải là cứ một phần tử là một
một cái phép toán là đúng. Cái ví dụ ở đây mình có thể lóc ra thậm chí là hai ba cái phép toán, ví dụ như vậy. Mỗi lần lúc thì mình sẽ có a rồi b rồi rồi c, đúng không? Vậy thì sao ạ? Ở đây là với một phần tử thì nó sẽ có là gì ạ? Một phần tử nó có tới 3 phép toán, đúng không? Hai phần tử nó lên tới 6 phép toán, đúng không? Nhưng mà cuối cùng khi mà bạn nói cái đường lại thì nó vẫn là một cái gì? Một cái đường tuyến tính. Tuyến tính ha. Có nghĩa là nó lũy tiến lên. Cái số phần tử càng nhiều thì cái thời gian xử lý nó sẽ càng tăng. Và theo một cái mức độ tuyến tính, một cái đường thẳng. Đó, tuyến tính theo một cái đường thẳng nha. Các bạn thấy này, tuyến tính không? Tuyến tính theo cái đường cong lên, vút lên, cong vút lên. Đó. Nhưng mà ở đây nó vẫn là đi theo một cái đường thẳng có độ nghiêng rất 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 nhỏ này. Nghiêng này nó rất là ok và nó có rất là fair. Fair ở đây là vẫn chấp nhận được. Một toán, một cái thuật toán mình đưa ra ON thì nó vẫn chấp nhận được ha. Rồi, ok. Cái đó là ON. Đó. Rồi, như vậy thì ở đây ví dụ như ở đây đi, khi mà mình lúp qua bên cái mảng này thì cái số phần, cái số số lượng mà operation ở đây là gì ạ? Là ON nè, đúng không ạ? Xuống đây nó vẫn là gì ạ? ON. Mỗi cái lệnh này nó được lặp qua N lần thì nó là ON chứ là gì nữa ạ? Đúng không ạ? Vậy thì tổng hợp lại cái thuật toán này, cái giải thuật này đi, thì nó là có tổng cộng bao nhiêu ạ? Nó có tổng cộng là n cộng n cộng n, đúng không ạ? Là 3n đó. 3n thì sao ạ? Mình sẽ tối giản nó về thành ô chỉ còn n thôi. Đó là mình sẽ đơn giản hóa nó lại thành ON. Dù cho dù có 3 4 phép tính hay 5 10 phép tính gì trong này. Này có 30 hay là 30N gì đó thì mình chỉ đều tối giản nó về thành ON thôi. Nó cũng tương tự giống như là cái gì à? O10 với lại O1 vậy đó. Ha, tại vì ON nó là tập hợp những cái thuật toán nó có cái hệ tuyến tính giống như thế này. Đó, đây chính là ON. Rồi, các bạn sẽ, mình biết chắc là các bạn sẽ có bạn thắc mắc là ok, tại sao ở đây nó chỉ có 10 phần tử mà mình không không được được phép ghi là gì ạ? Là O10. O10 để nó trở thành là, tại sao mình không ghi là O10 vậy nè? Để cuối cùng mình nói nó cũng chỉ là O1 thôi ạ. À. Đúng không ạ? Mà mình phải cái này là sai ạ. À. Wrong ha. Thì tiếng Anh cho nó sang nè, đó, wrong. Mà mình phải ghi nó là cái gì ạ? À? O N. Tại sao ạ? À? Ở cái bài trước mình đã nói rồi. O1 thì nó là sao ạ? À? O10 hay O1 nó là cái hằng số và nó hoàn toàn không phụ thuộc vào cái số lượng phần tử, cho dù là 10 phần tử hay là 1.000 phần tử hay là 1 tỷ phần tử thì nó cũng chỉ là một cái hằng số là O1, đúng không? Vấn đề quan trọng nhất mình đã nhắc ở video trước là gì? O1 không phụ thuộc vào kích thước và số lượng phần tử của cái input. Còn ở đây rõ ràng mình nhìn thấy, đúng không ạ? Đây chỗ này nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái kích thước của cái số lượng của cái input đầu vào mình đưa vào. Ví dụ input đầu vào ở đây mình chỉ có 10 phần tử thôi, rất là đơn giản. Nhưng mà khi mà các bạn sau này các bạn ra trường, các bạn đi làm, bạn sẽ thấy chỉ có những cái lúc mà bạn xử lý một cái lượng data rất là khủng khiếp ha, 200.000, vài triệu. Thì nếu mà bạn viết một cái thuật toán mà bạn xử lý không tốt đó thì sao ạ? À? Rõ ràng là làm cho hệ thống mình nó giảm performance
nó giảm rất là nhiều thứ, nó ảnh hưởng rất là nhiều thứ, đúng không ạ? Đấy, thì cái ở đây cái ON nó ý nghĩa là như vậy ha. Đây cho dù là ở trong này có bao nhiêu cái phép toán đi nữa thì cuối cùng nó cũng từ tối giản về thành là gì ạ? ON, và nó phụ thuộc vào N này chính là gì ạ? Cái số phần tử, số lượng phần tử ha, cái số lần, cái kích thước của cái input đầu vào mà mình đưa vào đó. Rồi các bạn nhớ phân biệt được nha, một cái là nó không phụ thuộc vào kích thước của cái input đầu vào, một cái là phụ thuộc vào kích thước của input đầu vào nha. ON, rồi ON tuyến tính, O1 constant. Rồi các bạn nhớ ghi nhớ rõ chuyện này cho mình ha, ghi nhớ rõ nha, để mình không phân biệt được là sau này mình sẽ bắt đầu là mình sẽ bị rối khi mà mình áp dụng ha. Phân biệt được ô ô một là gì, constant nó là hằng số không phụ thuộc vào input, on là có phụ thuộc vào input, có số lượng của input, và nó chỉ có gì đơn giản đây là mình chỉ thấy có một cái dòng lặp duy nhất nó, ok nó là on nè, đó đó là mình nói thêm thôi. Rồi để củng cố thêm kiến thức cho các bạn thì mình sẽ có thêm một cái phần gọi là bài tập về nhà. Yeah, đây, sau khi các bạn đã tìm hiểu được O1 và ON rồi thì đây là một cái bài tập các bạn có thể áp dụng vào mà để các bạn tính toán ra xem là cái function này, đúng không? Cái function này cái big O của nó là gì, nó là ô gì ha, ô gì big O của nó là bao nhiêu. Rồi đây là bài tập thứ nhất, ok. Rồi các bạn nhìn kỹ cái đề nha, mình phóng to ra thêm xíu nữa cho các bạn nhìn kỹ cái đề nha. Ok, rồi đây là bài tập thứ nhất. Các bạn đừng có quan tâm tới cái ý nghĩa của function này là gì nha. Function này hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng cái quan tâm là gì? Cái big O của nó là gì? Ha, mình cần các bạn giải cái được cái big O của nó ha. Chứ mình không có quan tâm tới các bạn là ý nghĩa của nó là gì ha. Cái này không có ý nghĩa gì hết. Bài tập thứ nhất. Rồi, tiếp theo là bài tập thứ hai cũng tương tự đó. Rồi các bạn tính xem big O của cái bài tập thứ hai này là gì ha. Rồi đó, đây là hai cái bài tập mà các bạn tự giải nhé, tự giải sau đó là comment cái đáp án lại dưới video cho mình, rồi mình sẽ làm một cái video để giải thích về cái hai cái bài tập này để dạy làm đáp án cho các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video bài giải.